Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 7 France Plus trên trang web olm.vn. Chúng ta tiếp tục bài 4 với kỹ năng nói. Unit 4. In the picture. Speaking. Trong hoạt động đầu tiên, thầy muốn các con xem một bức ảnh. Hãy tưởng tượng con là người chụp bức hình này và cùng suy nghĩ xem con sẽ miêu tả bức ảnh này thế nào. Thầy có một số gợi ý cho các con. Con đã ở đâu? Tại sao con lại ở đó? Và những người trong bức ảnh đang làm gì? Thầy tin rằng các con sẽ có cho mình những suy nghĩ và ý tưởng vô cùng hay đúng không? Và trong bài học này, chúng mình sẽ cùng học cách bày tỏ sự quan tâm của mình về một vấn đề gì đó. Expressing interest. Các con đang nhìn thấy hai người bạn Kara và Lily đang ngồi nói chuyện với nhau. Bạn Lily muốn cho Kara xem vài bức ảnh bạn ấy đã chụp. Con hãy lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người bạn này và trả lời cho thầy hai câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, chuyện gì đã xảy ra với bức hình của Lily? Và câu thứ hai, Lily đã ở đâu khi bạn ấy chụp bức ảnh này? Hey, these are good photos, Lily. Did you take them? Yes. My new phone takes really good photos. What do you think of this one? I like it. That one's brilliant. Yes, I'm pleased with it. It was very lucky. But the poor guy wasn't lucky. Where were you when you took it? I was sitting on a wall by the road. He fell off while was cycling past me. Well, it's an amazing photo. Was it near here? No, it was a cycling race near Bristol. I went with my brother. Really? Did he take part in the race? You're kidding. He doesn't even ride a bike. Well, it's an amazing photo. I'm impressed. That's really kind of you. Thanks. Chúc mừng các con đã có câu trả lời chính xác. Trong đoạn hội thoại, bạn Lily còn nói rằng có một người đàn ông đã đi qua bạn ý và anh ấy đã ngã khỏi chiếc xe đạp của mình. Vậy đáp án cho câu 1 là A man fell off his bike. Và bức ảnh của Lily đã được chụp khi bạn ấy đang đi xem một cuộc đua xe đạp. Đó là đáp án cho câu số 2. Bây giờ, các con hãy tua lại video để nghe lại đoạn hội thoại một lần nữa và điền từ thích hợp vào các chỗ trống sau. Hoàn toàn chính xác. Ở đoạn hội thoại, Lily đã nói rằng điện thoại mới của bạn ấy chụp ảnh rất đẹp. Sau đó, bạn ý đã hỏi ý kiến của Kara về bức hình đó. Chúng ta có What do you think of this one? Sau đó, bạn Kara đã bày tỏ sự thích thú của mình với bức hình này và bạn ý đã hỏi Where were you when you took it? Bạn đã ở đâu khi chụp bức hình này vậy? Và phía dưới, bạn Lily đã kể lại câu chuyện rằng bạn ý đã ngồi ở bức tường bên đường sau đó có một bạn trai đã ngã khỏi chiếc xe đạp của mình khi đang đạp xe qua Lily. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, con thấy bạn Kara của chúng ta đã sử dụng rất nhiều mẫu câu hay để bày tỏ sự quan tâm sự thích thú của mình về những bức ảnh mà bạn Lily đã chụp. Các con hãy nghe lại cuộc trò chuyện này thêm một lần nữa và hoàn thành các câu sau sử dụng các từ có trong bài hội thoại. Rất tốt, chúng mình cùng xem đáp án nhé. Ở đây, khi bạn Kara bày tỏ sự thích thú của mình đối với bức ảnh của Lily, Kara đã nói, I like it, that one's brilliant tiếp theo khi lily nói rằng bạn ý đi xem một cuộc đua xe đạp với anh trai của bạn ý bạn cara đã bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú của mình bằng cụm từ really did he take part in the race tiếp theo chúng ta thấy vẫn là một câu mà bạn cara đã sử dụng để bày tỏ sự thích thú của mình đó chính là it's an amazing photo i'm impressed và cuối cùng bạn lily đã cảm ơn bằng câu that's really kind of you thanks vậy tổng quát lại khi con muốn bày tỏ sự quan tâm của mình về một vấn đề gì đó chúng ta có một số mẫu câu thông dụng như sau That one's brilliant It's an amazing cộng với thứ mà các con đang muốn nhắc tới Really thật sao You're kidding bạn đang đùa à I'm impressed tôi rất ấn tượng hay là That's really kind of you đi vào vận dụng những mẫu câu này các con hãy quay trở lại với bức ảnh các con đã suy nghĩ trong phần think và hoàn thành đoạn hội thoại sau sử dụng các cấu trúc chúng ta vừa học. Ở câu đầu tiên, rất dễ dàng, các con có thể biết được rằng Amanda đang hỏi ý kiến của Jane về bức hình bạn ý mới chụp. Vậy chắc chắn ở câu này chúng ta sẽ có What do you think of it? Tiếp theo, bạn Jane đã bày tỏ sự thích thú của mình với bức ảnh này và bạn ý đang muốn hỏi rằng những người trong bức ảnh này đang làm gì? Các con có thể dựa vào câu trả lời ngay sau đó. Vậy câu số 2 chúng ta sẽ điền. But what were those guys doing? Sau khi bạn Amanda tả lại bức tranh cho Jane nghe, thì Jane có hỏi rằng bạn đã ở đâu khi chụp nó? Và bạn Amanda đã trả lời là I was standing on the slope. Lúc đó tôi đang đứng trên dốc. Và sau cùng, bạn Jane đã nói lại một lần nữa sự thích thú của mình với bức ảnh này. It's an amazing photo. I'm impressed. Và bạn Amanda đã phản hồi lại là That's really kind of you. Thanks. Về nhà, các con hãy vận dụng những mẫu câu, những cấu trúc này vào các tình huống thực tế khi giao tiếp nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Theo Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm.vn.